Quân Ukraine triệt hạ đồng đội có ý định đầu hàng Nga Nga tấn công với tốc độ cực nhanh 120.000 quân Nga đánh Limang, Kubiansk. Trung sĩ cảnh vệ Nga cứu đồng đội khỏi làn bão đạn Ukraine có nhiều chỉ huy bất tài là vì ông Zelensky Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube Thế Giới Nghiêng Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình Còn bây giờ là nội dung chi tiết một chiếc máy bay không người lái FPV của quân đội Ukraine đã tấn công chính đồng đội của mình có ý định đầu hàng Nga. Kênh Telegram Max đăng tải video và chia sẻ thông tin về vụ việc. Theo kênh Max, sự việc xảy ra ở tỉnh Kherson, gần Nova Kharkovka. Một binh sĩ Ukraine đã quyết định đầu hàng và sử dụng tần số 149.200 để liên lạc với quân đội Nga. Sau đó anh ta cố gắng chạy đến vị trí của đối phương. Tuy nhiên, đồng đội của anh này đã ngăn cản, bằng cách sử dụng máy bay không người lái FPV để tấn công trực diện. Không rõ số phận người lính Ukraine sau đó ra sao. Trước đó Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng trong tuần qua có 16 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng. Để đầu hàng quân đội Nga, Ukraine có thể sử dụng tần số 149.200 được thiết lập cho mục đích nhân đạo. Sau đó họ cần liên lạc với Volga để thống nhất các điều khoản. Đài truyền hình Công cộng TV Center của Nga ngày 5 tháng 3 cho hay chỉ trong 2 ngày qua Tình hình ở hướng limang Kubianskơ đã thay đổi đáng kể. Pháo binh và lực lượng hàng không Nga liên tục tấn công Terny. Cuộc tấn công đang diễn tiến với tốc độ cực nhanh. Đài này cho biết, nếu chỉ một ngày trước, lực lượng Nga còn cách ngoại ô Terny 1 km thì hôm nay họ đã tiến vào ngôi làng dưới sự yểm trợ của trực thăng. Tại Kubianskơ, điều duy nhất đang ngăn cản cuộc tiến công của Nga vào thành phố này là các bãi mìn liên tiếp do Ukraine bố trí để giảm bớt rủi ro trước mỗi đợt tập kích mới các kỹ sư của Nga đã tìm cách tạo ra lối đi giữa các hàng rào mìn. Trên các tuyến đường mòn, lực lượng Ukraine chủ yếu cài cắm mìn chống tăng. Theo TV Center, điều đó đồng nghĩa với Ukraine đang vô cùng e ngại trước sức ép của các tiểu đoàn tăng Nga. Tờ New Voice of Ukraine ngày 5 tháng 3 dẫn lời người phát ngôn của nhóm tác chiến cho biết, lực lượng Nga đã tích lũy một lực lượng khổng lồ lên tới 120.000 binh lính trên mặt trận Liman Kubiansk. Bên cạnh đó, Nga đã triển khai hơn 1.100 xe tăng, gần 2.000 xe chiến đấu bọc thép, hơn 1.000 hệ thống pháo và hơn 400 hệ thống rocket phóng loạt tại khu vực này. Phía Ukraine dẫn thông tin tình báo cho biết thêm rằng Nga hiện đang điều động thêm nhiều đơn vị tác chiến tới khu vực quanh sông Chony-Zherebet. Người phát ngôn Ukraine cho biết họ đang chuẩn bị các công trình phòng thủ và huấn luyện lực lượng tấn công. Đại đội thứ ba trong mỗi tiểu đoàn của Nga đều là đơn vị xung kích. Đây là những binh sĩ đã liên tục tham gia các đợt tấn công kiểu máy xay thịt. Riêng tại vùng Kupiansk, vùng Kharkov, tính đến đầu tháng 2 năm 2024, khoảng 40.000 quân Nga cùng 1.150 xe tăng thiết giáp đã tập trung tiến công, siết chặt vòng vây. Trong khi đó, tại mặt trận Limang, vùng Donetsk, Nga đang nỗ lực tập trung lực lượng gần làng Terni. Theo kênh truyền hình Sagrad TV của Nga, Tình báo Anh vừa chuyển thông tin tình báo mới tới văn phòng Tổng thống và Bộ Tổng tham mưu Ukraine vài ngày trước, trong đó đề cập tới việc quân đội Nga đang chuẩn bị 4 quân đoàn xung kích mới cho cuộc tấn công mùa xuân nhằm vào miền đông Ukraine. Tình hình Kubiansk nói riêng và tình hình Kharkov nói chung đang rất nóng. Tình báo Anh cho biết Nga muốn thu gọn một phần mặt trận và giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ mới để củng cố vị trí trong cuộc xung đột vẫn còn kéo dài. Với tình hình hiện tại, Sagrat TV cho biết ông Zelensky đã kêu gọi người dân hủy bỏ kế hoạch quay trở lại Kharkov nếu có. Theo người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Kharkov của Ukraine, Oleksiy trong ngày 3 tháng 3, lực lượng Nga lần đầu tiên phát động các cuộc tấn công bằng bom dẫn đường mang đầu đạn chùm ở Kupiansk. Với diễn biến mới, Hội đồng phòng thủ Ukraine sẽ xem xét phương án bắt buộc sơ tán đối với các gia đình có trẻ nhỏ trong khu vực. Ông Sinebugov nói, Lần đầu tiên, cuộc tấn công bằng bom KAB với đầu đạn chùm đã được ghi nhận ở Kupiansk. Chúng tôi hiện đang tiếp tục xây dựng các công sự và đang chuyển sang giai đoạn tác chiến thứ ba. Lệnh sơ tán bắt buộc dự kiến sẽ được áp dụng tại 57 ngôi làng ở vùng Kharkov. Theo ông Sinebugov, kể từ khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine, 28.329 người đã được sơ tán khỏi vùng Kharkov. Tính riêng trong năm 2024, đến thời điểm hiện tại, đã có 1.500 người được đưa đến nơi an toàn nhóm quân nhân Nga dưới sự chỉ huy của thiếu tá Evgeny Klopovsky đã chiếm được một cứ điểm của lực lượng vũ trang Ukraine, bất chấp quân địch đông hơn. Bộ Quốc phòng Nga ngày thứ Tư, ngày 6 tháng 3, cũng đã thông báo về những chiến công mới của quân nhân Nga trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt. Nhóm quân nhân do thiếu tá Klopovsky dẫn đầu được giao nhiệm vụ tấn công và chiếm giữ các cứ điểm. Vào ban đêm, trong khu rừng, vị chỉ huy phát hiện ra một vị trí khai hỏa của lực lượng địch trang bị để bàn pháo cối đánh giá tình hình, Klopovsky quyết định tiêu diệt quân Ukraine bất chấp quân số địch đông hơn. Tiếp cận vị trí địch, nhóm quân nhân Nga bất ngờ tấn công. Ukraine cố gắng tập hợp lại để phản công nhưng đã chịu tổn thất nặng nề và buộc phải rút lui. Nhóm Klopovsky đã tiêu diệt hơn 10 quân nhân Ukraine và hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu mà không mất một binh sĩ nào. Trong khi đó, trung sĩ Ilya Bulak cùng đơn vị thực hiện nhiệm vụ tấn công cứ điểm địch anh đã bí mật di chuyển đến rìa vị trí địch và tiêu diệt một số quân nhân Ukraine. Sau đó nhóm quân nhân Nga đột nhập và chiếm giữ cứ điểm địch. Sau đó, đơn vị Bulak bị pháo binh địch tấn công dữ dội, khiến ba binh sĩ bị thương nặng. Trung sĩ này đã cấp cứu cho họ và đưa họ đến nơi an toàn để chờ di tản. Nhờ hành động dũng cảm và quyết đoán của Bulak, quân đội Nga đã chiếm được cứ điểm Ukraine và cứu sống các đồng đội. Theo cuộc thăm dò mới được công bố do cơ quan thăm dò Sosit thực hiện Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ thua trước cựu Tổng tư lệnh Valery Zaruzhani nếu Ukraine tổ chức bầu cử trong năm nay. Cụ thể, ông Zaruzhani sẽ nhận được 41% và 67,5% số phiếu bầu lần lượt trong vòng đầu tiên và trong vòng thứ hai. Trong khi đó, ông Zelensky chỉ nhận được 23,7% trong vòng đầu tiên và không quá 32,5% trong vòng thứ hai. Cuộc thăm dò cũng cho biết Tổng thống Petro Poroshenko sẽ nhận được 6,4% phiếu bầu trong vòng đầu, trong khi cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Dmytro nhận được 5,6% số phiếu bầu. Nếu bầu cử quốc hội được tổ chức ngay bây giờ, liên minh giả định của ông Zaruzhny sẽ giành được 46,4% tổng số ghế, đảng của ông Zelensky chỉ giành được 21,1%, ông Poroshenko đạt tối đa 7,5%. Tuy nhiên, hơn 65% số người được hỏi trong cuộc khảo sát mới nhất đồng ý rằng không nên tổ chức bầu cử khi xung đột với Nga đang diễn ra. Ukraine đã cấm tổ chức bầu cử trong thời điểm đất nước được đặt dưới tình trạng thiết quân luật. Cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện ngày 22 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3 với sự tham gia đại diện của 3.000 người Ukraine trưởng thành với sai số 2,1%. Khảo sát không được thực hiện ở bán đảo Crimea, các tỉnh Donetsk, Lugansk hay ở các vùng lãnh thổ của Ukraine hiện do Nga kiểm soát hoặc đang có giao tranh cải tổ nhân sự trong quân đội ukraine có thể dẫn đến việc những người thân cận với tổng thống zelensky nắm giữ các chức vị quan trọng bất chấp năng lực của họ không đủ tốt ý kiến này được đưa ra bởi cựu thứ trưởng bộ các vấn đề lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng ông georgi tuka nêu ra ông lo ngại rằng việc sắp xếp nhân sự theo kiểu chọn người thân cận sẽ làm suy yếu quân đội ukraine ông tuka kêu gọi chính quyền zelensky xem xét kỹ năng lực và kinh nghiệm khi bổ nhiệm các vị trí quan trọng trong quân đội, ông cũng cảnh báo rằng tổng thống Zelensky đã trao cho tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky toàn quyền thực hiện các cải tổ nhân sự trong quân đội. Tuy nhiên, ông cho rằng do bản thân Syrsky là người được Zelensky tin tưởng, các chỉ huy mới của quân đội Ukraine có thể được bổ nhiệm dựa trên sự trung thành với ông Zelensky chứ không phải dựa trên kiến thức và kinh nghiệm. Trước đó, tướng Syrsky đã tuyên bố sẽ thay thế các chỉ huy của một số lữ đoàn Ukraine mà ông cho là không nắm bắt được tình hình. Ông Sidorsky nhấn mạnh rằng khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công của Nga phụ thuộc vào các chỉ huy và mức độ huấn luyện, kinh nghiệm cũng như khả năng đưa ra quyết định sáng suốt của họ. Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato nói với Sputnik rằng Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 8 tháng 3 sắp tới sẽ thảo luận với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thiết lập hòa bình ở Ukraine. Theo ông Sijato, Budapest luôn giữ vững lập trường rằng hòa bình Ukraine đến từ Tổng thống Trump. Ông Sijato đồng thời cũng nhấn mạnh rằng Hungary không muốn chỉ cho người Mỹ nên chọn ai hay không nên chọn ai và hoàn toàn tôn trọng quyền lựa chọn Tổng thống của người Mỹ. Tuy nhiên, theo ông Sijato, kinh nghiệm cho thấy dưới thời chính quyền Tổng thống Trump, quan hệ Mỹ-Hungary ở mức tuyệt đối cao, đồng thời dưới thời ông Trump không xảy ra cuộc chiến tranh lớn nào trên toàn cầu. Theo ông, nếu ông Trump thắng cử Tổng thống năm 2020, xung đột đã không nổ ra ở Ukraine và tình hình Trung Đông sẽ được giải quyết nhanh hơn nhiều. Theo Budapest, xung đột ở Ukraine chắc chắn sẽ kết thúc thông qua đàm phán như ông Sijato tin tưởng. Kiev không thể vượt qua Nga và Nga không thể vượt qua toàn bộ phương Tây. Đài NBC ngày 6 tháng 3 đưa tin, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đang truy lùng một gián điệp Iran bị cáo buộc có âm mưu ám sát các quan chức và cựu quan chức cấp cao Mỹ. Người đàn ông được xác định là Mazi Dazani Farahani, 42 tuổi, thông thạo tiếng Ba Tư, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và thường xuyên di chuyển giữa Iran và Venezuela. Theo cảnh báo của văn phòng FBI tại thành phố Miami, bang Florida, FBI cho rằng nghi phạm này là thành viên Bộ Tình báo và An ninh Iran và đã tuyển dụng các cá nhân để hoạt động tại Mỹ, trong đó có việc gây chết người nhằm vào các quan chức và cựu quan chức chính phủ Mỹ. Trang Semaphore đưa tin cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và cựu đặc phái viên Mỹ tại Iran Brian Hook, các cựu quan chức dưới tời cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được bảo vệ 24 trên 24 sau mối đe dọa trên. Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Iran tìm cách đáp trả vụ Mỹ không kích tại Iraq khiến một vị tướng của Iran thiệt mạng hồi đầu năm 2020. Theo FBI, đặc vụ Farahani của Iran đã tuyển dụng những người để báo thù cho vị tướng nói trên. Căn cứ tài liệu do các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc do văn phòng Cao ủy Nhân quyền công bố, Israel đã không tuân thủ các biện pháp tạm thời của Tòa án Công lý Quốc tế khi nhắm mục tiêu vào các đoàn xe nhân đạo và bắn vào dân thường đang tìm kiếm sự trợ giúp nhân đạo. Tài liệu trích lời các chuyên gia như sau: Israel đã không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế của mình, không tuân thủ các biện pháp tạm thời của Tòa án Công lý Quốc tế và đang phạm những tội ác ghê tởm. Israel đã từ chối và hạn chế một cách có hệ thống việc đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza chặn nguồn cung cấp tại các trạm kiểm soát, pháo kích vào các đoàn xe nhân đạo và bắn vào dân thường đang tìm kiếm viện trợ nhân đạo. Các báo cáo viên đặc biệt cho biết thêm, Israel đã cố tình bỏ đói người dân Palestine ở Gaza kể từ ngày 8 tháng 10 năm ngoái. Hiện nước này đang nhắm mục tiêu vào dân thường và đang tìm kiếm viện trợ nhân đạo và các đoàn xe nhân đạo. Israel phải dừng chiến dịch gây chết đói và tấn công dân thường. tờ Guardian cho biết năm thành viên của lực lượng đặc nhiệm không quân Vương quốc Anh đã bị quân cảnh nước này bắt giữ vì nghi ngờ phạm tội ác chiến tranh khi hoạt động ở Syria. Theo các nguồn tin của Bộ Quân sự, những tin tức về việc bắt giữ này là đáng tin cậy. Một đại diện của Bộ Quốc phòng Anh cho biết họ sẽ không bình luận trực tiếp về cuộc điều tra, nhưng lưu ý rằng bộ này sẽ xem xét nghiêm túc mọi cáo buộc về hành vi sai trái của nhân viên và khi được yêu cầu sẽ cung cấp cho cảnh sát những thông tin chi tiết. Lực lượng đặc nhiệm không quân Anh được thành lập trong Chiến tranh Thế giới thứ hai và được biết đến nhờ tham gia nhiều chiến dịch trên khắp thế giới, bao gồm Chiến tranh Triều Tiên, xung đột ở Bắc Ireland, xung đột với Argentina về quần đảo Falkland Malvinas và Chiến tranh vùng vịnh, cuộc xâm lược của NATO vào Bosnia và Herzegovina, cuộc xâm lược của NATO vào Nam Tư, cuộc chiến ở Afghanistan. Tỷ phú Elon Musk đã đang ảnh chế với nội dung ám chỉ mạng xã hội X của ông hoạt động tốt hơn các nền tảng của Meta. Musk đăng tải lúc 23 giờ 12 phút ngày 5 tháng 3. Nếu bạn đang đọc bài đăng này, đó là do máy chủ của chúng tôi đang hoạt động. Dù không nhắc tên trực tiếp, nhiều người cho rằng tỷ phú Mỹ đang nhắm đến Meta khi loạt dịch vụ mạng xã hội của công ty này như Instagram, Facebook, Messenger, Twitter gặp lỗi, không thể hoạt động. Tương tự các sự cố trước đây, người dùng thường tìm đến nền tảng X, Twitter để than phiền và tìm câu trả lời. Đây cũng là dịp để ông chủ của X thể hiện giá trị của mình trước đối thủ. Thậm chí, mạng xã hội này còn là nơi các giám đốc của Meta sử dụng để đưa ra thông báo đến người dùng. Đến 23 giờ 15 phút, Musk tiếp tục đăng ảnh chế từ phim Penguins of Madagascar, trong đó logo X gắn trên nhân vật chỉ huy, còn các nhân vật với logo của Instagram, Facebook, Twitter đang tạo dáng để thể hiện sự tuần lệnh. Trong ảnh, Musk cũng ghép dòng thông báo của Andy Stone, người đứng đầu bộ phận truyền thông tại Meta. Chúng tôi biết mọi người đang gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ của Meta, Chúng tôi đang nỗ lực để giải quyết vấn đề ngay bây giờ. Bài đăng nhận về hơn 20 triệu lượt tiếp cận sau 1 giờ, cùng 20.000 bình luận, hơn 5.000 lượt thích. Phần lớn người dùng cũng đáp lại bài đăng bằng các bức ảnh chế, châm chọc các vấn đề của Meta cũng như nhấn mạnh vai trò của X lúc này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.